Hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip đó chứ nhỉ. Úi trời ơi. Anh ơi, bình tĩnh. Anh thấy cái cọp ngu vạn vườn của em không? Toàn sừng trâu với sừng bò thôi, anh đã xây chưa? Chạy luôn anh em. Biết điều đấy. Ok, thì clip hôm nay mình sẽ làm về cây Bazet ngu ma vương anh em ơi. Một vũ khí free ở anh em có thể cày ở trong chế độ AI mới đợt này ở bên CS Việt Nam. Úi giời ơi. Một viên một phát một bắn zombie nhấp nháy luôn anh em ạ. Đam cũng còn phết đấy. Ui, tá cấp cuối. Thôi chị ơi đi chỗ khác đi. Hết thằng tơ rồi đấy chị, tá cấp cuối nhìn mình là sao? Mới đầu game thôi ngợp quá anh em ơi. Tiếp oxy anh em ơi. Chưa test viên Bazet nào hết. Đâu? Hàng đây chứ đâu. Úi giời. Không phải là hai viên mới chết một con zombie. Còn lạng quá là ghê gớm luôn. Đây mới gọi quy luật thật sự của em nói anh em ơi. Lúc nãy nó chỉ là lỗi kỹ thuật thôi. Bây giờ là one shot one kill nè. À đùa. Ôi trời. Ok nó không bị lừa anh em ơi. Đó chồng thế. Thôi manh trai, bớt đuổi em được không? Ôi trời. Lạng qua đây. Làm sao mà đỡ được. Mày đuổi này về cấp 1 đi. Bọn nó bắt đuổi anh em ơi. Đây được móc ba Z bắn rồi. Đây nó đuổi gắt quá. Không có cơ hội được bắn ba Z luôn. Úi giời. Một viên thôi. Men đấy. Y tá cấp cuối. Hơi trâu. Chỉ tá hơi trâu. Mình đi bắn mình Zimino ra anh em ơi. Tá cấp cuối với chúng tôi này. Multi kill anh em. Phế. Ui. Thế thằng này gần hết máu rồi mà. Đấy nó phải như thế này chứ, one shot là one kill. Một viên này. Làng đi đâu nữa mà làng. Ây à, diễn viên này diễn hơi lội nhá. Chém phải một đường thì cũng quỳ rồi. Win luôn. Rồi. Ok, có vẻ trận đầu là mình vẫn chưa được review quá nhiều về cái cây Bazet ngu ma vương này. Ngày xưa mình có làm một clip basic quy quy rồi, chắc nhiều anh em cũng xem clip và biết cái lượng đam của em nó rồi. Thì bây giờ về bên CS Việt Nam anh em cày cái chế độ AI mới thì anh em sẽ tích được cái mảnh á. Thế như 100 mảnh là được một cái cây Bazet này vĩnh viễn thì phải. Mình mới đổi ngày thôi anh em ạ, đổi ngày để vào làm review cho anh em xem cho vui thôi. Đây anh em nào đam mê bộ môn cày súng AI á. Ai à. Làm sao rồi làm thơ ạ. À. Thì anh em có thể cày cái cây Bazet này hoàn toàn miễn phí. Và lớp skin này cũng khá là đẹp đấy chứ. Không phải xấu đâu. Ủa, phát lì hai cái giáp luôn ạ. Ây à, mấy anh ơi. Đông thế. Chiến binh 10, zombie 5 ạ. Chứng tỏ là cái trận này anh em thủ rất là nhiệt này. Ui hồi có tá hay quá. Có tá. Tá cua hết. Úi dồi ôi. Mời bạn về với đội của Xin Vinh Việt Cụ. Úi dồi. Nằm chết hơi điệu nhá anh nhá. Trời bốc trời bốc nhiều quá. Yeah. Không nhận cái lượng đam của cái Bazet này nó hơi yếu anh em. Bắn nó vào người thì zombie chắc khoảng 1.000-2.000 máu rồi. Nó không mạnh bằng Bazet VIP đâu. Với lại hình như nó còn thua những cây Bazet thường luôn đấy. Mà hàng free thì chúng ta cũng không nên quá đòi hỏi nhiều. Không biết nó có chức năng đặc biệt ở trong chế độ AI hay không thì mình chưa biết. Bắn yếu. Đấy để mình KS. Bây giờ phải đợi bọn chiến binh bạn yếu vãi cả nồi zombie thì mình mới KS được anh em ạ. Đấy, bắn một viên vào người thằng tơ có gãy ngứa anh tơ có mất máu nào anh tơ đâu. Anh ơi chạy đâu. Ô chị tá lại hơi kinh. Ăn lại cọp. Hay quá người cover anh em ơi. Đâu. Một viên này. Ok nhấp nháy để mình chém vậy. Cho nó xuống cấp 1 anh em ơi. Nhảy qua đây làm sao được mà nhảy. Body của chị là luột như thế. Em bắn thêm méo là cả chúng. Úi trời ơi. Vòng 3 hơi căng nhá. Xuyên thùng. Ôi chạy. Úi rồi. Bắn một phát nó có nửa cây zombie thôi anh em ạ. Này vỡ này.
Vỡ alo chưa? Vỡ alo chưa? Ôi gì vậy hụt. Ôi ôi, cái bom chậm này nó bóp thế nhờ. Cái bom chậm này bên sếp Việt Nam vẫn chưa fit lại à? Trốn này thì trốn. Ây, bắn một phát vào người diệt mất khá là ít máu nhá. Làm sao? Lấy đây, mày đấy. Ăn đấm này. Anh Tơ không chơi anh Tơ ơi. Ai lại chơi với anh Tơ đâu mà. Bắn bên cuối chúng anh Tơ nào. Ôi trời ơi, không kịp tính đam chứ. Về quá em ơi. Hiện tại đợt gần đây thì bên CF Việt Nam rất nhiều sự kiện gọi là điểm danh, nhận những cái gọi là mảnh ghép anh em. Anh em có thể đổi được mảnh ghép, đổi ra được nhân vật này, đổi ra được 3Z gọi là fake và sóng lòng VIP fake luôn. Không biết cái cây 3Z này anh em có cày để sở hữu VIP hay không. Tại vì bây giờ bên CF Việt Nam cũng tặng khá là nhiều vũ khí fake mà. Nó chất lượng hơn mấy cái vũ khí AI này. Nhưng mà nhiều ông nào thích cái skin có sừng như thế này chẳng hạn. Đó. Đam mê bộ môn bị cắm sừng chẳng hạn. Thì anh em có thể sở hữu cây này. Bắn hơi yếu một tí nhưng mà cũng ok là. Cứ bắn không bị khác ké thôi. Cứ bắn là bị khác ké thôi. Mất luôn cái giáp. Quá nổi thật. Mẹ bây giờ nó không hiểu sao nó thích nhìn mình cho chém lắm anh em ơi. Súng mình thì có lúc 2 viên mới chết con Zubinon, có lúc 3 viên. Này, thằng này ăn 2 viên rồi này. Mày ơi giỏi ơi hụt. Ôi giời ơi, ăn viên thứ 3 là hơi khuyến mãi hơi nhiều ấy. Lục đam to vãi nổi. Chậm lại đi, chậm lại đi, bình tĩnh cho anh em, chậm lại đi. Cứ nhẹ nhàng tình cảm thôi, cần gì đâu mà phải nóng. Nhẹ nhàng tình cảm thôi. Nhẹ nhàng tình cảm thôi, thằng Lin nó trông thế. Có một viên mà trừ được có 1/3 cây máu của nó. Tôi trâu. Lên đây. Ôi giời ơi. Lên mồm. Lạng lạng được. Qua đây này. Vỡ mồm luôn. Quá khỏe. Rồi sao nhiên anh Tơ cái đống thẩm du cái anh không nhìn anh nhìn em vậy. Ôi thế xong. Rồi sinh ở ngay bên dưới nó lao lên nó chém. Rồi tiếp tục nhanh em ơi, làm thêm trận cuối em ơi. Hay à, đây rồi. Cứu chùa, cứu chùa. Lưỡi phải dài. Ngồi nấp đấy. Đâu ra mày? Thằng nào bắn vừa bắn nó thì vậy nó chết hồi sinh, nó lao lên mình như một vị thần vậy. Nguy hiểm quá anh em ơi, bắn luôn cái băng bảo vệ rồi. Úi trời ơi, cầm 3Z mà mất cái băng bảo vệ là hết bị tự tin, hết được tự tin rồi đấy. Lạng đi đâu rồi mà lạng nữa. Ôi bắn súng dưới nhấp nháy luôn kìa. Đam cũng ra gì phết đấy. Lâu lắm mà không bắn mấy cái slimer, quay lại bắn cũng vui vui anh em ạ. Úi dồi ôi, một viên không đi. Một viên không đi thì em khuyến mãi cho anh viên thứ hai. Gì đâu phải nóng. Gì đâu phải nóng. Gì đâu phải nóng ơ kìa. Thôi thôi thôi, không dám đụng với mấy con y tá đâu anh em ơi. Tí nó mò lên nó đơm mình á. Một viên. Ơ kìa, không ghét được kìa. Tá kìa, bắn tá vào đây, bắn tá. No scope luôn. Scope luôn. Cái gớm. Hai con zombie ăn bom đi. Lại mồm. Mày này. Ê, rớt nhá. Cay chưa? Làm sao mà đỡ được? Làm sao mà đỡ được? Úi giời ơi, bắn như mũi chích inox vào này vậy. Làm sao mà đỡ được? Làm sao mà đỡ được? Rớt xuống đây. Còn lát. Chạy anh em ơi. Hách náo, hách náo. Ôi trời ơi, mà nó chạy đến đường rồi em ơi. Hách náo. Cút luôn. Hách náo đúng kiểu xin là xin vĩnh biệt cô. Ok, thôi chắc clip của mình cũng đến đây thôi nhá. Anh em thấy clip hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhá. Anh em muốn mình làm thêm về những cái vũ khí gì nữa thì đừng quên comment. Bye bye.